ngày 15 tháng 2, trung tâm xúc tiến du lịch thuộc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với lực lượng công an hoàn trả tiền cho một du khách Hàn Quốc sau khi bị một taxi dù chặt chém cướp dịch vụ với giá tiền gấp 10 lần so với quy định. Trước đó, ngày 27 tháng 12 năm 2022, nữ du khách quốc tịch Hàn Quốc đến Đà Nẵng du lịch với đoạn đường từ sân bay về khách sạn trên đường Bạch Đằng, cô đã phải trả cho lái xe Trương Hải sinh năm 1992 trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê số tiền 120.000 won tương đương hơn 2,1 triệu đồng, cao gấp 10 lần mức giá thông thường. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Đà Nẵng đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi chặt chém giá cước vận chuyển và tiến hành xử lý vi phạm. Ngày 10 tháng 1 năm 2023, tài xế này đã bàn giao số tiền trên lệch so với mức giá dịch vụ để hoàn trả cho du khách. Dù thời điểm đó nữ du khách đã trở về nước, nhưng trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng vẫn nỗ lực liên hệ để hoàn trả tiền và đến ngày 9 tháng 2, nữ du khách Hàn Quốc đã nhận được đủ số tiền trên.